Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đôi bức tranh về những chú mèo ha đang tắm cùng nhau. Thì bong bóng nở rất là nhiều luôn. Thì có tổng cộng là 2 4 5 6 5 chú mèo. Ủa, 4 à. Thì mình sẽ tô phối màu những chú mèo này nha. Đầu tiên thì mình sẽ tô là màu bong bóng đi ha. Màu xanh dương. Xin dương lửa đây nha, bắt đầu tơ nha. Đó, sẽ tơ cho nó đều. Tiếp tục tô nha. Màu xanh dương. Tiếp tục tô đều. Đó. Tô đều. Tới cho kỹ nha. Xin dương một đống luôn. Mình sẽ tô cho nó kỹ. Xong rồi mình sẽ tô đến là màu đen. Đen cho khung cửa nha. Tôi đều. Ồn quá. Đó, tôi đều. Được rồi, nóng quá. Đi qua tiếp tục tô. Tiếp theo mình sẽ tô là màu nước mà xanh dương đậm đi ha. Tô đều. Tôi đều nha. Tôi đều.
Xong rồi sẽ tô tới những màu khác. Tôi đều nha. Tôi đều nha. Tiếp theo nữa mình sẽ tô là màu của cái bồn này kem. Quay qua tiếp tục tô. Tôi đi một kem. Tô đỏ nha. Đây đỏ tìm quá gì. Tô đỏ. Em ngoài sẽ là một tim. Kiếm kem đỏ vàng xanh. Thì mình đã tô xong bức tranh này nè. Những chú mèo đang tắm này ha. Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp ở những clip tiếp theo. Bye bye.